Ok, bây giờ các bạn ấy sẽ có chính xác là 5 phút. Và trong 5 phút này, hai con người không có sự hoàn hảo này, không có sự chuẩn bị trước này, hãy xem họ sẽ diễn thuyết điều gì. Ok, không biết, trong vòng 5 phút bạn làm gì thì làm. Sân khấu này của các bạn, 5 phút bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Ngân và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện mình đang làm nhà phân phối các sản phẩm của Thảo Dược Hà Thành. Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mimi Nguyễn, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Michi và đồng thời là giám đốc doanh nghiệp vàng bạc Bảo Tín Uy Vũ. Hiện tại Mimi Nguyễn đang là bà mẹ bỉm sữa 3 con. Ngày hôm nay trong một chủ đề vô cùng hot hit mà Mimi Nguyễn cùng người bạn của mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị có mặt tại đây, đó là quy trình chốt sale. Ai trong số tất cả các bạn mong muốn biết được quy trình để chốt sale thật là thành công và hiệu quả, hãy giương tay cao và nói tôi. Và bí quyết đầu tiên để chúng ta có thể chốt sale thành công đó là? Bí quyết đầu tiên của chúng ta đó chính là hút nóng. Tìm lút nóng. Vâng, vậy thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái nút nóng là gì để chúng ta được hiểu sâu hơn về vấn đề này. Thông thường chúng ta bán hàng online đúng không ạ? Một khách hàng thì đối với chúng ta là đều có một cái điểm là nỗi đau đúng không ạ? Vậy thì làm sao để chúng ta bán được hàng là cái quan trọng. Vậy thì bán được hàng thì chúng ta phải làm gì ạ? Đó chính là chúng ta phải chạm vào nỗi đau của khách hàng. Càng chạm càng vào nhiều thì nỗi đau gì ạ? Nỗi đau càng lên cao. Và khi đó nỗi đau của họ càng lên cao thì khả năng của họ là gì ạ? Mong muốn được thoát khỏi cái nỗi đau đó. Và tiếp theo, khi đã thoát khỏi rồi thì họ cần giải pháp là gì? Theo các bạn giải pháp là gì ạ? Là gì ạ? Là vâng, đó chính là sản phẩm của chúng ta mang lại cái giải pháp gì cho họ đúng không ạ? Khách hàng mua hàng bằng gì các bạn ơi? Khách hàng mua hàng bằng cảm xúc đúng không ạ? Vậy thì việc tìm ra nỗi đau của khách hàng sẽ giúp cho chúng ta chinh phục khách hàng dễ dàng hơn. Và bước thứ hai mà chúng ta cần phải làm sau khi tìm ra nỗi đau của khách hàng đó chính là việc bấm nút nóng. Xin tất cả các bạn cho chúng tôi xin một tràng pháo tay. Bước thứ hai là bấm nút nóng, có nghĩa là chúng ta phải đẩy nỗi đau của khách hàng lên cao trào. Ví dụ như là có một vị khách bị nám, đơn thuần là họ bị nám da sau sinh, nhưng mà chúng ta phải nhấn vào nỗi đau của họ. Bị nám thì sao ạ? Bị nám thì mất tự tin. Bị nám thì sẽ làm cho họ cảm thấy rất là già lua, rất là xấu xí đúng không ạ? Khi mà họ đã cảm thấy nỗi đau của họ quá lớn thì họ sẽ cần đến giải pháp của chúng ta. Và bước thứ ba mà chúng tôi muốn nêu ra trong quy trình của mình đó chính là nút phá băng. Quá trình phá băng là một quá trình vô cùng tuyệt vời. Nếu các bạn nắm được quy trình phá băng này thì tôi tin chắc rằng không phải là bất cứ phải là chuyên gia mới bán được hàng, mà bất cứ ai mới kinh doanh online cũng có thể bán được hàng. Vậy người bạn của tôi sẽ giới thiệu về nút phá băng này. Và mình xin chia sẻ về cái nút phá băng này. Đó chính là khi chúng ta là gì ạ? Đã trở nên là chạm nỗi đau khách hàng và chúng ta phải đồng thời là chia sẻ đồng cảm cái nỗi đau của mình cùng với khách hàng. Có thể là thông qua câu chuyện của chúng ta là từng trải nghiệm sản phẩm hoặc là chúng ta đã từng đã bị cái nỗi đau đó nén ép chúng ta như thế nào đúng không ạ? Vậy thì là sau khi chúng ta chia sẻ và sau khi chúng ta là chia sẻ là bị cái nỗi đau đó là chèn ép chúng ta như thế nào rồi và chúng ta đã trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay như thế nào, thì chúng ta có thể chia sẻ lại với khách hàng để tiếp đấy là gì ạ? Mục đích của chúng ta là làm cho cái cảm xúc giữa hai người trở nên thân thiết hơn và có độ tin tưởng hơn của khách hàng dành cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta đã phá được cái rào cản đó là gì ạ? Khách hàng không xem chúng ta như là một người thợ săn và khách hàng cũng không xem chúng ta là cô ấy chỉ là tư vấn cho tôi nhiệt tình để bán hàng thôi, mà cô ấy tư vấn cho chúng tôi đó là gì ạ? Cả một tấm chân tình. Vâng. Và bước thứ tư, có một câu rất là hay như thế này: túi tiền của người phụ nữ nằm ở trái tim họ. Vậy khi ta chạm đến trái tim họ tức là ta sẽ lấy được túi tiền của họ. Vì thế mà sau khi chúng ta đã trải qua quy trình, thứ nhất là tìm nút nóng, thứ hai là bấm nút nóng, thứ ba là phá băng, chúng ta sẽ đến quy trình chốt. Chốt là quy trình cuối cùng để chúng ta hoàn thiện chốt sale của mình. Và khi chốt thì chúng ta phải như mang tâm thế của một chuyên gia đúng không ạ? Nếu mà các bạn muốn chốt thành công, trước tiên phải yếu tố về con người.
chúng ta là những người bán hàng chuyên nghiệp thì bản thân chúng ta luôn luôn phải có một tâm thái rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ và rất là uy lực để có thể thu hút đối phương. Và khi chốt khách hàng, một là ngay bây giờ hoặc không bao giờ, tất cả chúng ta phải có một sự lựa chọn ngay và luôn. Nếu mà các bạn để cho khách hàng ngày nay hay ngày mai hay ngày kia trả lời thì tất cả những mọi cao trào của người ta sẽ tụt xuống mất rồi và chúng ta sẽ bị mất khách, đúng không nào? Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Ba số ba đồng ý rằng hành động bất chấp sự không hoàn hảo đấy là bí kíp của thành công. Giơ tay lên và nói. Giơ tay lên và nói. Các bạn có đồng ý với tôi rằng nếu như chúng ta không biết trước được rằng hai con người này họ chưa từng quen biết nhau, hai người nào chưa quen với nhau thì chúng ta cứ nghĩ rằng họ đã bàn nhau rất kỹ để còn cái gì? Tìm nút nóng, bấm nút nóng, phá băng và chốt. Nghe kinh không nhỉ? Từ khóa nó có thống nhất với nhau không? Rất thống nhất với nhau. Hãy dành một tràng vỗ tay cho cặp đôi hoàn hảo này đã. Ok, rồi, thank you. Mời hai bạn xuống dưới.